trong cơn đớn đau sâu xé tâm hồn, như gương nhọn đâm vào sâu trái tim. Khan thế mẹ đứng dưới chân thập tự, nhìn con dấu yêu hiền mình để cứu rỗi cho trần gian. Suy tôn nữ vương các thánh tử đạo, hy sinh vượt trên ngàn muôn đớn đau. Khi nghe miệng Chúa trôi chân lễ chào, này đây chính con của bà, mẹ Thiên Chúa mẹ trần gian. Cùng đời mẹ đã kết hiệp cùng con Chúa trên trời cao, đồng công xác thân bước chung con đường cứu rỗi. Và rồi mẹ đã kết hiệp cùng thương khó nơi trần gian, sâu bi lắng nghe đến loài đớn đau kêu cầu. Hiệu rằng ơi, con một đã ban cho bà vinh dự làm mẹ muôn dân. Thương thay giang chân lỗi tội lạc lầm, cho mẹ xót xa vô cùng để trái tim mẹ sâu bi. Hôm nay tin mừng đến tận đại ngàn, chiêng dồn trống cua vang rền đón mẹ sâu bi mang đến. Thiên ân cho người có nghèo tận nguyện, cho người kém thua đơn hèn đừng đến bên mẹ đồng công. Sâu xé tâm hồn, như gương nhọn đâm vào sâu trái tim. Càn về mẹ đứng dưới chân thập tự, nhìn con dấu yêu hiền mình để cứu rỗi cho trần gian. Suy tôn nữ vương các thánh tử đạo, hy sinh vượt trên ngàn muôn đớn đau. Chúa trôi chân lễ chào, này đây chính con của bà, mẹ Thiên Chúa mẹ trần gian. Cùng đời mẹ đã kết hiệp cùng con Chúa trên trời cao, đồng công xác thân bước chung con đường cứu rỗi. Và rồi mẹ đã kết hiệp cùng thương có nơi trần gian, sâu bi lắng nghe nên loài đớn đau kêu cầu. Cao sang trên cung tước hiệu rằng ơi, con một đã ban cho bà vinh dự làm mẹ muôn dân. Thương thay gian chân lỗi tội lạc lầm, cho mẹ xót xa vô cùng để trái tim mẹ sâu bi. Đại ngàn chiêng dồn trống cua vang rền đón mẹ sâu bi mang đến. Thiên ân cho người có nghèo tận nguyện, cho người kém thua đơn hèn được đến bên mẹ đồng công. Vinh danh uy quyền Chúa thật nhiệm màu, đưa mẹ sắc thân âu sầu về với nhân loại cô đơn. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Ôi bao tháng năm mong chờ, say sưa tháng năm vô ngờ, được cùng nhau nghe Chúa hòa lòng con ước mơ.
tình nghiệp nhân, nguyện dâng lên Thiên Chúa tình yêu. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Ô thiên đường mong chờ dậy giữa thánh đường vô hồ, được cùng nhau khen Chúa và đồng con hướng mơ. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân công nghị của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta xin giới thiệu cùng với toàn thể cộng đoàn và khi các thành hương thì nhìn trên mặt trời hôm nay có cha John Baptista Trần Tấn Linh, Phạm Sứ Hoàng Do thuộc giáo phận Nha Trang, ngài quê ở giáo xứ La Sơn thuộc giáo phận Cô Tôn trước đây. Ngài với tôi cũng có mối quan hệ thân tình trước đây như là thầy trò. Hôm nay gặp lại ngài phong độ hơn, đạo mạo hơn, đức độ hơn, các bạn gần về với Chúa. Ngày nữa thì nhớ anh cùng ngài ở xứ Hoàng Do ở Nha Trang bên đây. Hôm qua chúng tôi cũng có hát bài Nỗi Lòng Tay Lớn, và thực sự đúng là Nỗi Lòng Tay Lớn. Hôm nay có ba cộng giáo phận Hà Nội, Sài Gòn và Huế đều có mặt ở đây. Có các đoàn đến từ Hà Nội, đến từ Sài Gòn và đến từ Nha Trang đại diện cho cộng giáo phận Huế của chúng ta. Chúng ta cùng chạm vào đây để chào đón nhau tất cả. Xin Chúa có lời chuyện cầu của mẹ Maria hôm nay chúc lành và đang bình an cho tất cả chúng ta. Thì với những người xin lễ hôm nay, chúng ta xin đưa lên Chúa qua lời truyền cầu của mẹ những nguyện ước chân thành của chúng ta. Chúng ta dâng tất cả những người thân yêu của chúng ta đã qua đời, xin Chúa cho họ sớm được nhanh thân Chúa. Chúng ta xin dâng lên Chúa qua lời truyền cầu của mẹ những ý chỉ của chúng ta cũng như những người cả giờ chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa ngang qua mẹ mang đen đón nhận và đang bình an cho chúng ta. Để là cầu xin của chúng ta được tin Chúa toàn năng chấp nhận, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận lầm lỗi thiếu sót của mình để xứng đáng được hàng màu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mời đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong thời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chúc hòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha thứ và nhân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Yêu thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con. Không có Chúa chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu hướng gần chúng con, để khi đi cất dùng những của cải trong qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
vượt ngàn thông xanh băng qua gành thác sâu, bầu trời nơi Tây Nguyên lưu luyến giăng mây hồng, chân trùng treo leo men theo trên núi cao, đưa con tìm đến mẹ mắm đen. Tiền đồn măng đen trong đường thời chiến tranh, tượng mẹ Maria ngã xuống nơi hoang tàn, đại ngàn bom rơi cho thân mẹ ta tới, cho không còn dáng hình như xưa. Mẹ giờ đôi tay không còn như trước, nhưng đớn đau kia nói con mẹ ơi, tượng mẹ linh lạy mẹ măng đen đây đoàn con đến, dốc hết tâm tư cuối xin mẹ thương, nhận lời con xin dâng về Thiên Chúa, toàn con kính tin nơi mẹ. Tiêu số đang cơ hàn, tượng mẹ mong đen loan tin mừng kết giao, giữa bao người bất hạnh hôm nay. Lòng thành xin dâng đôi tay tội lỗi con, để đời con trông mong liên kết đôi tay mẹ, để được xin dâng xin đem lòng xót thương đến những người bất hạnh quanh con. Mẹ giờ đôi tay không còn như trước, nhưng đớn đau kia nói con mẹ ơi, tượng mẹ linh thiêng khi thương khôn ví, hiện thân sư điệp Thiên Chúa, lạy mẹ măng đen đây đoàn con xin dâng về Thiên Chúa, đoàn con kính tin nơi mẹ. Cùng mẹ con tôn vinh, cùng mẹ con tôn vinh Thiên Chúa tối cao. Chúa ở cùng anh chị em, và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Jesus Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con của bà thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Giôsép, Simon và Giuđa sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị trở vững thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm phép ngài
người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Này tôi đó mời đến Chúa. Thân Chúa cho kẻ dân bởi anh lòng nào hãy trách trường hòng đang thành nhớ vòng dân ta cho trí nhân. Anh chị em hãy cầu nguyện để những lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa làm đi lễ với tay Cha để ta cùng con vinh danh Chúa và đối cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa chúng con dâng lên những của lời Chúa đã ban bán cho chúng con. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho ngày thế này đến là cho chúng con ăn sung dồi dào để chúng con được thắng hoa trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải làm và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người thu. Khi chịu khổ hình đã tay xóa tội lỗi chúng con. Khi từ con chết xong ngài đã khai lối vào chôn cường sinh. Và khi lên cùng Chúa là Cha người đã ngơ cứu nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc cùng Chúa và không ngừng tung hô vàng. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh là nguồn mọi sự thánh tin. Vì thế chúng con lại Thiên Chúa dùng lòng thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy băng tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời cơ đây sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng ta ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là màu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sinh Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con xưng lên Chúa vâng truyền sinh và trên cơ đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết đại xin Chúa cho chúng con khi tâm thần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức nên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Ambrosio chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến các con tới Chúa là những người mà chúng con nhớ đến qua thánh lễ này, là các ân nhân, thánh nhân, các linh hồn mồ côi, những người cả nhà chúng con cầu nguyện, những người mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì luôn tâm thần Chúa đã thương ban cho chúng con qua lời bầu cử của mẹ mong manh. Xin Chúa, chúng con biết sống tâm tình tạ ơn cho mỗi phút giây của cuộc đời. Chúng con cũng yêu nhân Chúa tất cả những nguyện ước chân thành của chúng con, cũng như những nguyện ước của những người cả nhờ chúng con cầu nguyện. Xin Chúa, qua lời chỉ cầu của mẹ đón nhận ban ơn và chúc lành cho chúng con. Xin Chúa thương, chúc lành và trẻ con cho những ai yêu thương giúp đỡ giáo phận con trinh, cho chúng con hành hương đức mẹ mong manh của chúng con. Có đi ngày hôm nay, xin Chúa thương chúc lành cho cha Giang Ba Kê Sư Ta, cho giáo sứ của Ngài, cũng như tất cả những ai hiện diện hôm nay trong thánh lễ này, có được hành hương kính mẹ. Xin Chúa thương nhớ đến anh chị em, chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào đời ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con này xin Chúa tiến sống cả chúng con, cho chúng con một đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã xuất đặt đồng Chúa có mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi dân dư và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Mong nhận Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta giám nguyên rằng: lạy Cha chúng con ở trên đời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và
nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa cho căn dỗ, nhưng cứu chúng con đã khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sinh dữ. Xin ban thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng tin cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi những hy vọng hạnh phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin ban thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thân nghi Chúa. Chúa hằng sống và hiển khi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúc bình an cho nhau. Mẹ núi rừng trên tay nguyện, mẹ núi rừng trên mang đến.